Bạn có khả năng hành động bất chấp nỗi sợ hãi, lo lắng, bất tiện không? Thì khúc này mới quan trọng nè, cái câu này quan trọng nhất. Câu này quyết định cho thành công hay không thành công nè. Bạn có hành động ngay cả khi tâm trạng không được thoải mái lắm. Đấy, câu này ha. Câu này nhiều anh chị bị dính lắm rồi nha. Hỏi sao vậy? Năng lượng của chị lúc lên lúc không có lên em ơi. Hôm nay tâm trạng không có được thoải mái lắm đúng không ạ? Nên là thành ra là không có làm cái này, không có làm cái kia, không có làm cái đó, không có tâm trạng làm video marketing. Tâm trạng đi gieo hạt đồ, ha. Những người thành công mới ghê chị nha. Họ luôn luôn xuất hiện trên hành trình của họ. Không có tâm trạng gì đây hết trơn trọi. Tâm trạng không thoải mái thì chuyển hóa cho lẹ đi, rồi đi làm việc kìa chứ không thoải mái gì. Nó rất là hay. Nên thành ra Diễm rất là cái tâm, Diễm rất là tâm đắc cái câu này nè. Hôm trước Diễm đăng status cái câu này, tại vì khi mà mình nghiệm lại cái hành trình thành công của mình đó các anh chị, thì Diễm thấy rằng là tại sao mình lại có được những cái thành công như ngày hôm nay, đúng không ạ? Thì Diễm mới phát hiện ra đó là Diễm đã làm điều này. Đây, nếu bạn không có tiền hãy làm việc, nếu bạn có nhiều tiền hãy tiếp tục làm việc, nếu bạn hạnh phúc làm việc, nếu bạn chưa hạnh phúc hãy tiếp tục làm việc, nếu những cái ước mơ của mình vụn vỡ thì sao, thì làm việc, nếu những ước mơ của mình đã hoàn thành thì sao ạ, thì tiếp tục làm việc. Nhà nghe chị nha, thứ không có lý do gì hết trơn trọi. Lý do là ngày hôm nay thị trường kinh tế đây nên là thành ra chắc là mình không có làm được rồi đúng không ạ, hoặc là ngày hôm nay gia đình có tiền nên mình bận lắm, ngày hôm nay mình không khỏe, ngày hôm nay mình không vui, ngày hôm nay mình không có được hạnh phúc, ngày hôm nay mình không có tâm trạng làm việc. Thôi vậy đó, nên nghe chị thấy ngày nào Dũng xuất hiện với các anh chị, có đôi khi có những ngày nằm ngồi dậy không nổi, không xiên đó, ngồi ngồi tới hạ tới giờ à. Dũng cũng như các anh chị thôi à, cũng không chỉ có gì khác, có những ngày như vậy, có những ngày sáng nó mở mắt ra giờ muốn ngủ tiếp được không. Này nghỉ học một bữa. Như không có, nhưng mà mình là thầy mà mình đâu có nghĩ được đó. Những ngày mà mở mắt ra bắt đầu phải lờ đờ cũng phải ngồi dậy đó để xuất hiện trên Zoom. Nên là cái chuyện như nào Diễm Mỹ Trang vậy à, chỉ có một cái là sao đó là Diễm có được sự xuất hiện thôi, vượt qua được những cái cảm giác đó đâu à, những cái sự không thoải mái đó và xuất hiện cái riết riết cái nó quen, riết cái thành thói quen, cái riết cái mình có được cái sự kỷ luật. Diễm nói các anh chị rằng đôi khi những cái hành động của các anh chị mà nó sẽ thay đổi lại những cái suy nghĩ, những niềm tin của mình, những cái hành động của mình đó các anh chị. Khi mà các anh chị rèn luyện những cái thói, những kỷ luật, cái hành động của mình mỗi ngày, dần dần nó sẽ thay đổi được cái niềm tin của các anh chị. Chẳng hạn như hồi xưa mình nói rằng mình không có sự kỷ luật này cái thứ đúng không ạ, nhưng mà chỉ khi các anh chị thay đổi cái hành động của mình, nó dù như thế nào dù ra sao các anh chị vẫn hoàn thành những gì mà các anh chị đã đặt ra. Cái mình làm riết làm riết làm riết làm riết như vậy, cái bắt đầu nó thay đổi đi cái niềm tin của mình luôn, à là mình có được cái điều này, mình có được cái điều kia. Ok chị ha. Vậy thì ở đây tác giả nói rằng là sự thật là tính cách, cái cách suy nghĩ và những cái niềm tin của bạn là những yếu tố cơ bản quyết định được mức độ thành công của bạn, và thu nhập của bạn nó chỉ có thể tăng lên theo mức độ mà bạn mong đợi thôi. Thì ok chị nha, nếu mà anh chị nào ở đây các anh chị đang cảm thấy rằng hồi xưa giờ mình cũng học khá là nhiều kỹ năng rồi, nhưng mà không biết sao cho đến bây giờ mình vẫn chưa có cuộc sống mình mong muốn ha, thì các anh chị cần phải bổ sung thêm yếu tố thứ hai, đó yếu tố bên trong. Suy nghĩ tạo ra cảm xúc, cảm xúc dẫn tới hành động, hành động sẽ tạo ra kết quả, đúng không ạ? Nên là chúng ta hãy bắt đầu cài đặt lại cho mình, cài đặt thêm cho mình những cái tư duy, những cái niềm tin, những cái suy nghĩ của người thành công và giàu có. Từ suy nghĩ nó sẽ tạo ra kết quả các anh chị. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái quy tắc thịnh vượng số 1 nè. Thu nhập của bạn chỉ có thể tăng lên theo mức độ mà bạn mong đợi, có nghĩa là sao? Nếu như anh chị nào ở đây mà thu nhập của các anh chị đang tầm khoảng 20 triệu một tháng, 20, và các anh chị cảm thấy hài lòng với mức thu nhập đó rồi. Hài lòng rồi, là coi như xong luôn rồi đó các anh chị. Hài lòng rồi mà, mình đâu có nhu cầu mình phát triển gì nữa đâu. Thế là mình cứ ngày qua ngày, cứ dạy hoài, cứ dạy hoài. Mà Diệm nói với các anh chị là mình phải hiểu luật vũ trụ nha, mình đang sống vũ trụ này, phải hiểu luật vũ trụ. Trong vũ trụ này nó chỉ có hai trạng thái thôi, một là phát triển, hai là lụi tàn, nó không có trạng thái đứng yên.
Nên khi mà các anh chị đang cảm thấy hài lòng với bản thân của mình, hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình rồi, thì mình sẽ không có xu hướng phát triển, đúng không ạ? Mình có xu hướng là mình muốn là đứng yên, nhưng mà làm gì có xu hướng đứng yên đâu. Khi mà các anh chị không phát triển lên á, thì một thời gian sau mình sẽ rơi vào trạng thái thứ hai, đó là lụi tàn. Thế là bắt đầu cảm các anh chị thấy là cuộc sống của mình nó càng ngày càng ngày càng thu nhập và các thứ không có, bắt đầu là có những cái gì đó nó xảy ra và các anh chị cảm thấy rằng là cuộc sống của mình nó không được như lúc xưa. Thu nhập này hồi xưa đúng không ạ, thì mình cảm thấy thoải mái dễ dàng các thứ, mà bây giờ thì bắt đầu là nó sẽ có những cái, nó theo cái chiều hướng là nó lụi tàn đó. Mà Diễm nói với các anh chị là nếu mà mình lựa chọn sự phát triển thì mình phải bước ra khỏi cái vùng thoải mái của mình, phát triển lên, mà y chang như các anh chị leo núi á, leo núi leo lên thì lúc nào nó cũng cảm thấy là nó sẽ chưa khỏe bằng cái lúc mà các anh chị leo xuống núi, đúng không ạ? Bao nhiêu số các chị đồng ý với Diễm điều này? Một là các anh chị đi lên, hai là các anh chị đi xuống, mà đi xuống á, thì nhanh lắm các anh chị đi xuống thả cái xuống luôn mà đi lên á, đúng không ạ? Đó, lúc mà mình đi lên á, thì khi mà các anh chị phát triển lên, tất nhiên mình phải bước ra khỏi cái vùng thoải mái của mình rồi. Mình phải làm những cái việc mà trước giờ mình chưa từng làm. Mình có rất là nhiều thứ mà mình chưa biết, nên là thành ra đôi khi các anh chị sẽ có những cái nỗi sợ hãi. Nỗi sợ mà cứ mình làm gì mình không biết là mình sợ thôi. Các anh chị nha, nhưng nên là khi mà nỗi sợ hãi xuất hiện á, thì xin chúc mừng các anh chị. Bởi vì à, các anh chị đang có cái xu hướng là phát triển lên đó. Khi mà các anh chị cảm thấy không có thoải mái, đúng không ạ? Mình phải lại bắt đầu làm những cái điều đó, những điều gì đó mà mình cảm thấy không thoải mái. Mình phải bước ra khỏi vùng thoải mái của mình và làm những thứ mà mình chưa từng làm, những thứ mình chưa từng biết, bắt đầu mình phải học hỏi, mình phải phát triển, mình phải rèn luyện. À, thì xin chúc mừng các anh chị. Chuẩn bị tiền nhiều lên rồi đó. Đôi khi cái những cái cảm giác không có thoải mái nữa ha. Đó, những cái cảm giác sợ hãi. Nhưng nếu như mà các anh chị không có đầu hàng, mình không có bỏ cuộc với những cái cảm xúc đó mà các anh chị vẫn sao ạ? Phát triển bản thân của mình. Đã tiến lên phía trước. Thì Diệp nói với các anh chị là thu nhập của các anh chị nó sẽ bắt đầu tăng lên. Và tất nhiên á là nó chỉ tăng lên theo mức độ các anh chị mong đợi thôi. Nếu mà các anh chị cảm thấy thu nhập của mình ổn rồi, nó không có tăng nữa đâu các anh chị, là cứ thế, nó cứ vậy và nó đi xuống thôi. Nhưng mà sao ạ, nếu như mà các anh chị đặt mục tiêu cao lên mỗi ngày 20, sau đó các anh chị đặt lên là 40 40, sau đó các anh chị đặt lên là 80 80, các anh chị đặt lên là 120, có nghĩa là khi mà mình chinh phục được một cái nấc thang nào đó rồi thì mình lại đặt tiếp cái nấc thang tiếp theo nha. Và đây là quy luật của vũ trụ rồi các chị, mình chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi, đó là phát triển. Chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi các chị, đó là phát triển. Nên là thành ra là môi trường câu lạc bộ đã lựa chọn sao ạ? Lựa chọn có những cái buổi Zoom đọc sách, phân tích sách các thứ như thế này để chi ạ? À? Để Diễm cùng với các chị phát triển. Khi mà Diễm phát triển lên thì công việc kinh doanh của mình nó cũng phát triển lên. Và Diễm liên tục bước ra khỏi cái vùng thoải mái, khi mình chinh phục được mục tiêu này xong, mình lên ngay lập tức đặt mục tiêu tiếp theo. Cái chị có muốn thành công nói tiếp thành công không ạ? À, nếu mà mình muốn thành công nói tiếp thành công thì mình phải thuận theo những quy luật vũ trụ thôi, anh chị phải lựa chọn sự phát triển.